7 bí quyết làm đẹp da của sao hàn được phái đẹp truyền tay nhau Đa phần phái đẹp đều cho rằng làn da quyết định sự trẻ trung của phụ nữ, thế nên họ rất quan tâm, chăm chút cho da mỗi ngày. Các sao nữ hàn cũng không ngoại lệ, việc có một làn da trắng sáng khiến các sao nổi bật trước công chúng là một việc được quan tâm rất lớn. 1. Uống đủ nước Bước đầu tiên để có làn da, như mơ đó là bắt đầu một ngày mới bằng một cốc nước ấm và rửa mặt với nước lạnh trong một vài phút song song đó nên tăng cường rau xanh và trái cây trong các bữa ăn vì những thực phẩm này sẽ cân bằng lượng nước trong cơ thể. Tẩy da chết một đến hai lần tuần, một trong những bí quyết làm đẹp da của sao hàn đó là tẩy tế bào chết. Ai cũng biết tẩy tế bào chết rất quan trọng trong chăm sóc da, tuy nhiên tẩy tế bào chết bằng một chiếc bàn chải lông mềm sẽ hiệu quả hơn, mang lại cho bạn làn da sạch tế bào chết. Phụ nữ Hàn Quốc thường trải da mặt theo cách này 2 đến 3 lần trong một tuần. 3. Đắp mặt nạ được kiểm nghiệm qua nhiều thế hệ, các loại mặt nạ dưỡng da Hàn Quốc đã trở thành sản phẩm chăm sóc da được ưa chuộng nhất trên thế giới. Theo các mách nước từ sao Hàn mỗi tuần bạn nên đắp mặt một lần đắp mặt nạ làm sạch trước, sau đó đắp mặt nạ dưỡng ẩm để có làn da mềm mại. 4. Thoa nhũ tương. Bí quyết làm đẹp da của sao Hàn này cho bạn một làn da mịn màng, mềm mại hơn vì nhũ tương là một loại gieo dưỡng ẩm tập trung thấm sâu vào da, có chứa thành phần siêu dưỡng ẩm như axit hyaluronic. 5. Thoa kem dưỡng bằng cách giúp da hấp thụ những tinh chất quý nhưng không lột da, không gây tổn thương làn da mỏng manh. Đây là bước làm đẹp không thể thiếu giúp cho bạn làm sáng hoặc trắng da hơn bằng. Trong kem dưỡng có chứa thành phần làm ẩm giúp tái sinh tế bào nên không những làm ẩm da mà còn phòng ngừa và loại bỏ nếp nhăn. Do kem dưỡng có chứa nước và làm tan chất dầu trên da nên đặc tính của kem dưỡng có thể dùng với người có da nhờn. 6. Kem dưỡng mắt Kem dưỡng mắt là sản phẩm làm đẹp không thể thiếu được cho một đôi mắt long lanh, đôi mắt sẽ không còn xuất hiện nếp nhăn hay quầng thâm sau ngày dài làm việc. Vị trí thoa kem dưỡng mắt đúng là ở xung quanh mắt, không thoa kem vào đường viền mí, sát với mắt vì như thế, kem dễ rơi vào trong, làm cay hoặc kích ứng mắt. 7. Luyện tập cơ mặt Đây là bài tập quen thuộc với các diễn viên ca sĩ Hàn Quốc, hãy đọc rõ ràng, ma me mi mo mu 10 lần mỗi ngày để luyện tập cơ môi và má. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp có giãn cơ mặt với nhịp thở. Đơn giản hơn các sao Hàn đã chia sẻ rằng, hãy cười thật nhiều vì nụ cười không những là bài tập tốt nhất cho cơ mặt mà còn làm tăng sự tươi trẻ toát ra từ bên trong tâm hồn bạn. Trên đây là 7 bí quyết làm đẹp của sao Hàn. Bạn nhớ đăng ký kênh để xem video làm đẹp mới nhất nhé.